Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube bán hàng của shop em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì shop em lại lên sóng cho các bác xem về bộ đồ bảo hộ bắt ong rừng dàn di chất liệu cao su mà shop em đang phục vụ các bác trên thị trường, cũng là một số các cái phụ kiện để các bác đi bắt ong rừng, đi hái lan rừng. Và trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì shop em xin thông báo qua về cách thức mua bán cũng như giao dịch của shop luôn, để các bác nào mà chưa biết thì các bác có thể là tham khảo. Shop em ở Tân Yên, Bắc Giang, các bác ở gần thì các bác đến trực tiếp bên shop em xem hàng, cũng là mua hàng trực tiếp luôn. Các bác nào ở xa thì các bác tham khảo qua video đó. Bên em thì luôn nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Nhận hàng thì quyền lợi của các bác là được đồng kiểm trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video em quay, các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng, các bác có quyền từ chối nhận hàng mà không phải mất 1.000 tiền cước nào cả. Còn quan điểm shop em thì luôn là quay video như nào bán hàng như vậy các bác nhé, bán hàng uy tín nên các bác yên tâm khi mà mua hàng ở bên shop em. Và shop em thì là một đơn vị chuyên cung cấp các cái bộ đồ bảo hộ bắt ong rừng, các cái phụ kiện để các bác đi bắt ong rừng, ví dụ như là bộ vải bạt ô tô này, bộ vải kaki thủ công Việt Nam sản xuất, cũng như là bộ da có quạt hàng nhập khẩu, bộ vải bò bố, ủng vải, ủng cao su nhập khẩu. Thì các bác có nhu cầu tham khảo hoặc là mua hàng thì liên hệ trực tiếp theo số máy em để ở phần tiêu đề hoặc là phần mô tả các bác nhé. Đi vào chi tiết của video, không mất nhiều thời gian các bác nữa. Về tổng quan thì nó vẫn luôn được may là liền ủng, liền mũ và liền găng tay, đảm bảo độ kín thì các bác đi bắt ong sẽ không sợ bị ong đốt. Về chất liệu là lượng làm bằng cao su cao cấp. Đó, cao su cao cấp đảm bảo là bắt tất cả loại ong. Và cái phần trước mặt ở đây là được may là hai cái lớp lưới inox, và ở giữa ngăn cách hai cái ống tích cô để tăng độ tiếp diện nên ong sẽ không tấn công được các bác này. Đó, đấy là về phần trước mặt. Và các bác nhìn thấy trên màn hình đây, những cái đường kim mũi chỉ cực kỳ là đều nhau, đảm bảo là kín cũng như là may chắc chắn cho các bác. Tay nghề thợ thì rất là lâu năm rồi. Ở trên đỉnh là có hai cái lỗ ô thoáng, hai lỗ ô thoáng, rất là nhiều cái phần thoáng để các bác là cảm thấy thông thoáng khi mặc cái bộ dàn di nó bằng cao su nó kín như này. Đằng sau gáy cũng có này, đảm bảo là ong sẽ không đốt xuyên được qua những lỗ thoáng này đâu các bác nhé. Đó. Đằng sau lưng cũng có một ô thoáng to. Đó, rất là to luôn, cực kỳ là thông thoáng. Trước ngực cũng có hai cái ô thoáng nữa này. Đó. Ở cái phần phía dưới đầu gối cũng có một cái phần thoáng nữa. Đó. Và xuống đến cái phần găng tay ở đây thì găng tay là được may liền, găng tay là găng tay sơ cua các bác nhé. Găng tay này thì hàng là chuyên bắt ong rừng rồi, nó đảm bảo là không có một loại ong nào có thể là trích xuyên được. Nên còn nó vẫn có tỷ lệ đốt xuyên. Ví dụ như là loại ong đất ý, thì ngoài nó dài thì 1.000 con may ra có 1-2 con nó đốt xuyên thôi. Nên là khi các bác đi bắt ong rừng, đặc biệt là ong đất, thì em luôn tư vấn các bác là lên đeo thêm cho mình một cái đôi găng tay nữa ở bên trong. Thế còn với cái bộ này thì bên em đã có một cái đôi găng tay để tặng kèm cho các bác rồi nhé. Các bác đeo bên trong đảm bảo là tuyệt đối không có một con ong nào đốt xuyên được qua hai cái lớp găng tay đến phần da thịt của các bác. Đó. Găng tay ở đây nó được làm nhám để giúp các bác cầm lắm này, các cái dụng cụ bắt ong rừng cũng như là trèo cây là sẽ không bị trơn trượt các bác nhé. Và cái phần bên trong ở đây em sẽ tháo ra để quay cho các bác xem này. Và cái phần bên trong ở đây thì được thiết kế làm khóa. Khóa ở đây là khóa cao cấp các bác nhé. Khóa này thì sẽ đảm bảo các bác là trơn tru mượt mà. Đấy, trơn tru mượt mà. Ở đây em cầm một tay cầm máy, em ra là kéo cũng rất là khó. Thì những video trước em có quay các bác rồi, em giới thiệu luôn. Khóa là khóa cao cấp này. Đây thiết kế là một cái phần dán nữa để đảm bảo là các bác mặc xong các bác dán vào sẽ kín, không có một con ong nào chui qua được để vào bên trong tấn công các bác được nhé. Và xuống lên phần bên phía dưới, phần đũm. Phần đũm này cũng đã được may cải tiến các bác nhé. Nó được may dài hơn, rộng hơn để giúp các bác đi bắt ong nó sẽ được thông thoáng hơn các bác nhé, nó dễ dàng hơn. Và về cái phần ủng, đó, ủng đây là ủng cao su cao cấp nhập khẩu cùng với bộ này luôn, may liền. Đây là về cái phần đế này, đế rất là dày các bác nhé. Đế này là được thiết kế là cao su cao cấp, nó rất là dày. Và với cái bộ dàn di này nó sẽ có đủ size số cho các bác, size 41, 42, 43. Thì khi các bác đặt hàng sẽ cho bên shop em cái thông số chiều cao cân nặng, thì shop em sẽ chọn size cho các bác mặc vừa. Trừ giả trường hợp là các bác cho sai thông số thì shop em chọn sai cho các bác, mà không mặc vừa thì các bác phải chịu trách nhiệm các bác nhé. Đó, đế rất là dày này thì giúp các bác là đi bắt ong thời tiết mưa cũng không lo là bị trơn trượt các bác nhé, nó bám có ma sát rất là tốt. Và tiện đây thì em xin thông báo các bác luôn là giới thiệu các bác luôn, shop em có cung cấp cả các cái phụ kiện để đi bắt ong rừng, đi hái lan rừng, trèo dừa, trèo cao,
Ví dụ như đây là guốc chèo thì nhà em có hai loại này, một loại bình dân thì khung nó bằng thép, còn móng vẫn là bằng inox nhé. Đó, dây là dây vải dù, phần đệm là bằng xốp. Đó. Và cái loại thứ hai nữa, loại cao cấp hơn thì là bằng inox hoàn toàn, inox hoàn toàn. Đó. Thì giá nó có chênh lệch nhau, thì các bác dĩ nhiên là tiền nào của lấy rồi. Giá nhiều, giá nó cao thì đi đôi với chất lượng nó cũng sẽ cao. Về dây đai an toàn thì nhà em phục vụ các bác hai loại, một loại là móc nhỏ và một loại móc to, còn thiết kế vẫn là chung của công ty thôi, nó chỉ khác với móc. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác lên là lựa chọn cái móc to này này, móc to này nó sẽ an toàn hơn, thì các bác phải bóp cả cái phần bên dưới này nữa, bên dưới của móc này nó mới vào được, nó mở được, còn nó không phải là như cái móc nhỏ này cứ thế là khóa vào đâu các bác nhé. Đấy, nó khác nhau ấy. Và về cái phần quạt cũng vậy, quạt thì nhà em có cung cấp các bác là cái quạt nhập khẩu, nên là thực ra hàng thì nó cũng sẽ phải phụ thuộc bằng nước ngoài. Hàng hải quan về thì đợt nào mà nhà em còn mẫu nào thì nhà em sẽ tư vấn cho các bác khi các bác gọi điện sang. Còn hiện tại nhà em là có hai cái mẫu quạt, ở đây là quạt 5V và quạt 7V. Quạt 5V màu đen, quạt 5V màu đen thì có nguồn này, dây nguồn này, quạt là quạt 9 cánh mà 5V này, cục pin là 10.000 ampe. Mua combo quạt sẽ được có một cái dây sạc này, cũng như là một cái củ sạc này để tặng cho các bác này. Thế còn về cái quạt 7V, cái quạt 7V này thì nó sẽ có, vẫn là có 9 cánh và quạt là quạt 7V. Chạy mạnh hơn quạt 5V các bác nhé. Một dây nguồn và cục sạc. À quên, ở đây là cục pin. Pin này thì vừa điều chỉnh tốc độ quạt này, vừa điều chỉnh được tắt mở nguồn ở trên pin luôn. Đó. Thì cục pin này pin 18.000 thì chạy trong vòng 12-14 tiếng là vô tư. Tiện thông báo qua nhé. Còn các bác nào mà muốn biết chi tiết thì kết nối Zalo với em. Cũng như các bác mà muốn mua cái bộ quần áo bắt ong rừng này hoặc tham khảo các cái mẫu bộ đồ bảo hộ bắt ong rừng khác, liên hệ với giúp em theo số máy em để phần tiêu đề, phần mô tả các bác nhé. Và video này của em xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác xem hết video. Xin chúc các bác có những giao dịch thành công với giúp em. Các bạn đừng quên lại nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.